trước thềm hội nghị thượng đỉnh quan trọng vào đầu tuần tới, từ ngày 9 đến 11 tháng 7 để đánh dấu kỷ niệm 75 năm thành lập Liên minh quân sự. Các nhà lãnh đạo Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đưa ra tuyên bố sẽ chưa thảo luận về việc kết nạp Ukraine, song sẽ cung cấp cho nước này một sự đảm bảo an ninh lâu dài và vững chắc. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra, các quốc gia thành viên NATO đã chi khoảng 40 tỷ euro, tương đương 43 tỷ đô la Mỹ mỗi năm để hỗ trợ trang thiết bị quân sự cho nước này, và đây sẽ là mức cơ sở tối thiểu trong tương lai. Ông Stoltenberg đã thất bại trong việc thúc đẩy kế hoạch đầy tham vọng 100 tỷ euro hỗ trợ Ukraine và đang hướng tới một mục tiêu khiêm tốn hơn. Theo ông Stoltenberg, số tiền sẽ được chia sẻ giữa các quốc gia dựa trên tăng trưởng kinh tế của mỗi nước và các nhà lãnh đạo sẽ xem xét lại con số này khi họ gặp lại nhau vào năm 2025. Tuy nhiên, khi đề cập đến triển vọng gia nhập NATO của Ukraine, ông Stoltenberg nhấn mạnh, chúng tôi sẽ đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn với lực lượng vũ trang Ukraine. Chúng tôi cũng sẽ hợp tác để xây dựng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và tăng cường hợp tác về đổi mới. Tất cả công việc chúng tôi đang cùng nhau thực hiện là giúp Ukraine mạnh mẽ hơn, có khả năng tương tác cao hơn và chuẩn bị tốt hơn bao giờ hết để tham gia liên minh của chúng tôi. Trong một phát biểu mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng nhấn mạnh, khi chúng ta hướng tới hội nghị thượng đỉnh NATO vào tuần tới, chúng ta sẽ thực hiện các bước để xây dựng cầu nối với tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Chỉ vài tuần trước, Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương quan trọng, có thời hạn 10 năm, phản ánh sự ủng hộ mạnh mẽ và lâu dài của chúng ta đối với Ukraine. Vì vậy, tôi mong muốn thảo luận thêm nhiều cách để đáp ứng nhu cầu an ninh trước mắt của Ukraine và xây dựng một lực lượng tương lai để đối phó với cuộc xung đột hiện nay. Kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra, NATO đã cho thấy muốn tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, nhưng cũng không muốn vượt qua làn danh đỏ. Đó là sẽ không có tư cách thành viên NATO cho đến khi xung đột tại Ukraine kết thúc và NATO cũng sẽ không triển khai bộ binh tới nước này. Tại hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất, các nhà lãnh đạo NATO đã nhất trí đẩy nhanh quá trình gia nhập của Ukraine và thành lập một cơ quan cấp cao để tham vấn khẩn cấp. Một số quốc gia cũng hứa sẽ cung cấp thêm thiết bị quân sự. Tuy nhiên, triển vọng gia nhập liên minh quân sự của Ukraine dường như là không khả thi vào thời điểm này mà có thể trong nhiều năm nữa. Mới đây, trong một phỏng vấn với kênh YouTube của nhà báo Vasily Apasov, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine Stepheny Shevchenko cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ gặp vấn đề nghiêm trọng nếu ông Donald Trump thắng cử Tổng thống Mỹ. Ông Shevchenko nói, Tổng thống Zelensky không còn thời gian nữa. Với sự xuất hiện của Trump, ông ấy sẽ không có cơ hội này để tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Bởi vì ông Trump sẽ cắt đứt mọi kênh liên lạc, tài trợ và nói với ông Zelensky rằng, tạm biệt, hãy đi đi, chúng tôi sẽ quyết định mà không có bạn. Theo nghị sĩ Shevchenko, cựu Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ với xác suất 99%. Ông cho rằng, không giống như Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, người vốn không đồng ý với ông Zelensky về các điều khoản giải quyết xung đột, thì ông Trump sẽ phản ứng gay gắt hơn nhiều và đất nước Ukraine sẽ bị bỏ lại một mình với những vấn đề nghiêm trọng như vỡ nợ và thiếu điện trầm trọng. Bên cạnh đó, theo ông Shevchenko, Ukraine không thể dựa vào EU vì không biết tình hình ở các nước châu Âu sẽ diễn biến như thế nào trước tháng 1 năm 2025. Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine kết luận, ông Trump rất nghiêm túc, đó là một vết đen đối với Tổng thống Zelensky. Đây là một mối đe dọa chính trị thực sự đối với ông ấy. Cựu Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng nếu tái đắc cử, ông dự định sẽ đạt được giải pháp cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine chỉ trong 24 giờ. Trước đó, các cố vấn của ông đã chuẩn bị một kế hoạch, trong đó Mỹ sẽ ngừng hỗ trợ Ukraine trong trường hợp nước này từ chối đàm phán với Nga. Kế hoạch này do hai cựu cố vấn an ninh của ông Trump phác thảo. Ngày 4 tháng 7, trong cuộc họp báo ở Kazakhstan, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga đang xem xét nghiêm túc những tuyên bố của ông Trump về việc ông sẵn sàng ngăn chặn cuộc xung đột Ukraine. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng, ông không rõ những đề xuất cụ thể của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, nhưng không nghi ngờ tính chân thành trong ý định của ông Trump. Tư lệnh lực lượng phòng không và tên lửa của Nga cho rằng, trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các hệ thống phòng không Nga có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng mọi phương tiện tấn công trên không của Ukraine. Tư lệnh lực lượng phòng không và tên lửa, Trung tướng Andrei Semyonov nhận định, vai trò của lực lượng phòng không Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine không nên bị đánh giá thấp. Theo ông Semyonov, lực lượng phòng không Nga đã đẩy lùi một cách hiệu quả các cuộc tấn công bằng máy bay có người lái và không người lái của đối phương, ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa chiến thuật phóng từ trên không, cũng như trên mặt đất, bao gồm cả các tên lửa do Mỹ, Anh và Pháp sản xuất,
đồng thời phá hủy các loại tên lửa khác nhau. Trong bối cảnh các lực lượng của Ukraine ngày càng sử dụng tên lửa hiện đại do các nước NATO sản xuất, lực lượng phòng không Nga đã nhanh chóng phát triển các phương pháp và điều chỉnh hệ thống phòng không để đối phó với các cuộc tấn công tên lửa của đối phương. Từ khi xung đột nổ ra, các trạm radar và hệ thống tên lửa phòng không đã không ngừng thích ứng với các mối đe dọa mới, cải tiến phương pháp hiện có để đối phó với các phương tiện trên không của đối phương và phát triển các phương pháp mới. Lực lượng phòng không cùng với máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không vũ trụ đã làm giảm đáng kể khả năng tấn công của Ukraine. Nền tảng của hệ thống phòng không là các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến như S-400, S-350 và Panzer-S, cũng như các hệ thống phòng không chiến trường S-300V4, Buk-M3, M2 và Thor-M2. Các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn cũng chứng tỏ hiệu quả khi phá hủy hàng chục UAV tấn công và trinh sát của đối phương mỗi ngày, cũng như các cuộc tấn công mặt đất của Ukraine và các chiến đấu cơ hoạt động ở độ cao thấp hoặc cực thấp. Các hệ thống này đã phá hủy khoảng 1/3 số chiến đấu cơ có người lái của Ukraine. Trong quá trình diễn ra xung đột ở Ukraine, theo TASS, các hệ thống phòng không của Nga có khả năng đẩy lùi các cuộc tấn công bằng mọi phương tiện trên không của đối phương. Điều đó trái ngược với hệ thống phòng không Patriot khi không chỉ không thể bảo vệ các địa điểm được chỉ định mà còn không thể tự vệ. Phía Nga thông báo trong cuộc xung đột ở Ukraine, lực lượng phòng không đã phá hủy tổng cộng hơn 42.000 mục tiêu trên không. Trong đó có 550 chiến đấu cơ, hơn 180 trực thăng và hơn 27.000 UAV của đối phương. Chương trình xin được tiếp tục với các tin quốc tế đáng chú ý khác. Trong bối cảnh những ngờ vực về thể lực và tinh thần của Tổng thống Biden đang ngày một tăng sau cuộc tranh luận đầu tiên vào ngày 27 tháng 6, mới đây Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra tuyên bố rõ ràng về việc tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ 2, đồng thời khẳng định mong muốn chiến thắng người tiền nhiệm của Đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc tái đấu vào mùa thu này. Trong bài phát biểu tại một trường trung học cơ sở ở Wisconsin, Tổng thống Biden tuyên bố rõ, tôi sẽ tiếp tục tham gia cuộc đua, đồng thời nhấn mạnh đã được chọn là ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, tranh cử Tổng thống trong các cuộc bầu cử sơ bộ cấp bang của Đảng. Vị Tổng thống 81 tuổi này cũng khẳng định sẽ không để cuộc tranh luận kéo dài 90 phút xóa đi mọi thành quả trong 3 năm rưỡi qua. Tổng thống Biden sau đó có cuộc trả lời phỏng vấn với ABC News, cuộc phỏng vấn trên truyền hình đầu tiên kể từ sau cuộc tranh luận trực tiếp với đối thủ Donald Trump của Đảng Cộng hòa hôm 27 tháng 6. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kéo dài 22 phút, người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC News phát sóng vào giờ vàng, không bị biên tập, chỉnh sửa. Tổng thống Biden nhiều lần bác bỏ những lo ngại về tuổi tác của mình. Ông chủ Nhà Trắng khẳng định vẫn giữ phong độ tốt, đồng thời cho biết hàng ngày vẫn điều hành đất nước cũng như xử lý các vấn đề thế giới. Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, ông Biden đã nêu bật thành tích của mình khi nhậm chức, trong đó có việc mở rộng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đưa ra kế hoạch hòa bình cho Trung Đông. Bên cạnh đó, Tổng thống Biden cũng thừa nhận chưa trình diễn tốt nhất trong cuộc tranh luận trực tiếp hôm 27 tháng 6 do bị cảm lạnh. Ông tuyên bố sẽ vẫn tranh cử, tham gia cuộc tranh luận khác với ông Trump và sẽ giành chiến thắng cuối cùng.